Quỳnh Trần Ruby bay màu bị bà nhân Vlog giấu đầu hở đuôi trong họp báo, tức giận gạch mặt nhau, lên tiếng bên vực bà nhân Vlog và tuyên bố bác sĩ T là người khơi mào trước. Quỳnh Trần Ruby chính thức nhận cái kết đắng từ cư dân mạng và bị soi rõ chuyện bắt tay với bà nhân Vlog nhưng giấu đầu hở đuôi gây bức xúc. Bà nhân Vlog và Quỳnh Trần Ruby được biết đến là hai nữ YouTuber khá nổi tiếng khi cùng lấy chồng người Nhật, cùng có những thành công nhất định khi làm sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube. Cả hai cũng được biết đến là đôi bạn khá thân thiết khi thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện trong vlog của nhau. Thậm chí khi Quỳnh Trần Ruby đi phẫu thuật thẩm mỹ, bà nhân Vlog cũng là người thuốc trực kề cạnh chăm sóc chu đáo, chẳng khác nào người nhà. Do đó khi lùm xùm bà nhân Vlog tố bác sĩ chữa hiếm muộn làm ăn bất trách khiến quá trình tìm con của cô bị ảnh hưởng xảy ra, nhiều người cũng rất quan tâm phản ứng của Quỳnh Trần Ruby. Không để mọi người phải chờ lâu, vào tối ngày 14 tháng 3, trong một livestream bán hàng, Quỳnh Trần Ruby đã bất ngờ lên tiếng về vụ việc. Nói trong video, Quỳnh Trần Ruby khẳng định bác sĩ T là người khơi mào chuyện này trước. Trong vụ việc này, cô đã xem qua các video đăng tải từ phía bà nhân Vlog lẫn vị bác sĩ để có cái nhìn khách quan. Từ đây, nếu YouTuber đưa ra nhận định trong vụ việc này, cả bà nhân Vlog và bác sĩ đều có lỗi sai, không ai đúng hoàn toàn. Khẳng định không bên bà nhân Vlog, nhưng Quỳnh Trần Ruby liên tục khẳng định bác sĩ và nói, tức là 36 tiếng mới lên hút trứng, nhưng bác sĩ quên ngày, nối nhầm thời gian cho nhân, nên nhân lên mới chỉ 12 tiếng thôi. Nhưng nhân cũng sai vì nếu 12 tiếng mà hút không được thì mình về đi, nhưng bà lại ầm thì lên đây là lỗi của nhân. Quỳnh không bên ai hết, nhưng bác sĩ cũng có lỗi một phần trong đó. Nữ YouTuber nói tiếp, bác sĩ Tịnh là người nhắn tin cho nhân, là người khơi mào chuyện này trước. Trong livestream, nhân cũng để luôn những dòng tin nhắn phía sau, mọi người muốn tin ai thì tin, nhưng nếu không có bằng chứng thì nhân sẽ không chứng minh ra. Còn mọi chuyện hiện tại đã xong, nhân cũng chỉ muốn đính chính đứa con của bà không phải là đứa con thương mại và cũng không phải đứa con đi nhận quảng cáo để đẻ ra, Quỳnh Trần Ruby nói tiếp trong video của mình. Ngay lập tức, Quỳnh Trần Ruby đã vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng qua những gì mà cô chia sẻ, người ta vẫn nhận thấy Quỳnh Trần Ruby đang bên vực bản thân của mình, tức là bà nhân Vlog. Bên cạnh đó, không ít ý kiến khác lại khuyên Quỳnh Trần Ruby không nên nói thêm về sự việc này để tránh vướng vào những rắc rối không đáng có. Hơn nữa, việc Quỳnh Trần Ruby lên tiếng đôi khi không có tác dụng mà còn khiến bà nhân Vlog bị chỉ trích nhiều hơn. Chưa kể, chính phát ngôn của Quỳnh Trần Ruby cũng khiến chị bị rơi vào tình huống bị chỉ trích, bị tấn công. Và thực sự, Quỳnh Trần Ruby đã bị tấn công trên mạng xã hội. Nghiêm trọng hơn là nữ YouTuber còn bị dọa tẩy chay. Hiện tại, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng, muốn quay xe, thậm chí là tuyên bố sẽ tẩy chay với Quỳnh Trần. Họ để lại những bình luận như, một người sai giờ lại thêm một người nữa, tẩy chay nhỏ này luôn cho rồi, cho hai người này bay màu đi, lúc trước em thích xem chị lắm, nhưng giờ thì tẩy chay chị luôn. Trong một diễn biến khác, bà nhân Vlog cũng bị soi chuyện nói dối trong họp báo. Cụ thể, khi được hỏi về việc người bạn thân Quỳnh Trần Ruby im lặng giữa biến, bà nhân cho hay Quỳnh Trần Ruby đã nhắn tin động viên khuyên nhủ mình nhiều điều, hoàn toàn không có chuyện bỏ bạn. Tuy nhiên, thời gian này Quỳnh Trần Ruby đang gặp sự cố trên fanpage bay cá nhân nên không thể đăng bài hay chia sẻ bài viết để bảo vệ mình. Lời biện minh của Đức Nhân đã bị cư dân mạng tố nói dối, bởi lẽ vừa qua Quỳnh Trần Ruby vẫn đăng bài bình thường trên fanpage bay để chia sẻ lợi ích của việc ăn rau xanh. Việc Đức Nhân nói một đường nhưng người bạn Quỳnh Trần Ruby lại là một nẻo thực sự khiến cộng đồng mạng khó tránh khỏi hoài nghi rằng nữ YouTuber này đang bịa chuyện để dẫn dắt dư luận. Cũng vì vậy, nhiều người tỏ ra nghi ngờ về những bằng chứng bà Nhân công khai trong buổi họp báo. Liệu đâu mới là sự thật?